con về đó phải không Long Hồ? Ai dưới bếp vậy kìa? Kìa má, má, má lại nằm nghỉ cho khỏe đi má. Nè, có bệnh dưỡng khí nè má. Má hết cho mau khỏe đi má. Má, má có thấy đỡ hơn chút nào không má? Đỡ nhiều rồi con à. Ở trong nhà thương á, bác sĩ cho tiếp hơi thở bằng cái thứ này nè. Má cứ lo về nhà kiếm không có, mà con kiếm được là may mắn cho má lắm. Con mua cái bình này bao nhiêu tiền lận con? Dạ, có ông bác sĩ quen, ông để lại cho con. Rẻ mà má, có 300 đồng mà. Sao má nghe người ta nói cái bình dưỡng khí tới 2.000 mấy 3.000 đồng lận mà con? Dạ, thứ đó chắc là thứ lớn rồi má à. Ủa, chứ vậy xin lỗi con đem thuốc về cho má chi vậy? Má có thấy gì đâu con. Trời, chú này tệ quá à. Nhờ chút xíu mà cũng không tròn. Con cứ xin ở phòng thuốc Thịnh Độ cư sĩ cho má một thang thuốc, rồi nhờ chú đem về giùm mà chú không đem. À, má à, con có mua cam cho má nè. Để con làm nước cam cho má uống nha má. Hồ à. Dạ. Con đi kiếm con Trường An có gặp nó không? Mà sao má không thấy nó về vậy con? Dạ, con có lại đằng hãng á, thì nghe hãng nói chỉ có chuyện gì cần gấp lắm, chỉ không kịp về nhà nên viết thơ để lại cho hãng. Thơ đâu con? Ủa, thơ của chị con bỏ túi rồi, nó mất rồi cả. À, thôi con nhớ rồi, hồi nãy con bị cảnh sát xét giấy 2-3 lần nên móc ra móc vô chắc mất rồi má à. Mà nó đi Nha Trang chừng nào nó mới về? Dạ, chị nói là chị đi khoảng 2-3 tháng nhiều lần. Trời đất, nó đi làm cái gì ở ngoài đó mà 2-3 tháng mới về vậy? Dạ, chị có viết thơ là chỉ phải theo bà chú Hán ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc chi phí đều có bà chủ lo, từ tiền ăn tiền giặt giảnh lẫn tiền lòng. Mà nó có gửi tiền nông gì lại nhà không con? Dạ, bữa nay cuối tháng mà má. Chắc là chị chưa lãnh lương. Vài bữa nữa chị gửi về. Chị má lo gì? Mà nếu chị không gửi tiền về, con cũng lo thuốc thang cho má được mà má. Nè, má biết không, lúc này con có nhiều tiền lắm. Con bán bánh mì mỗi tối cũng lời được vài 300 đồng nữa đó. Hồ à, con chịu cực khổ làm ra tiền để đi học thì con có đủ tiền đó để mua sách vở đàng học, còn phải đóng tiền trường nữa chứ con. Gần thi rồi, con nghỉ bán đi để có thì giờ mà ôn bài nữa. Con còn phải đóng lễ phí để thi cử nữa. Má bất lực không lo cho con được. Chị hai con thì nó đi làm nuôi bệnh của má nên không đủ sức giúp đỡ cho con, thì con cũng phải cố gắng và tự lo lấy tương lai của mình. Má hỏi thiệt con nha, con mua cái bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu con?
Dạ, con nài lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó má. Cậu ơi, tới 3.000 đồng tiền ở đâu mà con có? Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, với lại tiền vốn bán bánh mì nữa má. Hồn, tại sao con không gọi má? Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua mình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con phải đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đuốc rồi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ. Con trả lời chưa
gì hết trơn. Con thương cha con lắm. Má ơi! Má ơi má! Má! Má có bớt phần nào không vậy má? Chị còn gì đây chi nữa chứ? Dạ chào ông. Bọn đến đây là để... Hồ em! Chị viết thơ chứ nói chị đi Nha Trang với bà chú Hãng. Sao chị chưa đi? Má mới đợi chị đó. Má nói chị đi tới 2-3 tháng gì mà sao không đem theo quần áo. Tiền bạc thì khó khăn mà mua sắm chi cho hao tốn. À nè, con đi làm, nếu chủ có sai đi đâu xa thì cũng phải về cho má hay. Má, rồi sửa soạn đi cho đàng hoàng. Con gái thì phải đoan trang thùy mỹ chứ con. Rồi chừng nào chị đi? Lát nữa em à. Chào ông. Xin lỗi, nãy giờ tôi không thấy. Dạ thưa má, ông đây là... Dạ là em trai của ông chú Hãng, chỗ chị Hai làm đó má.